Cứ hồi tao đi rồi, còn đâu tao mới cho mày xuống nhé. Mày thử chơi đấy để chờ tao đặt xuống mày xuống nhé, chờ đi. Mẹ làm gì đó mẹ? Con ra ngoài này đi, không đi ra ngoài đường luôn nhá.
Con lấy đi. Mẹ cái đó thì giống người đứa mình đã chứ.
Quái bán nào chị? Bấm cho bà một số nhé.
nãy anh lên không thấy hai mẹ con ở nhà, anh định trồng mấy cây chuối mà. Hai mẹ con về à? Thấy được nhiều quả không? Thế hai mẹ con ngoài nhà nghỉ ngơi đi. Không biết bố làm xong chưa nhỉ? Con ở nhà nhé, anh phải đi làm rồi. Mẹ con làm cơm mà. Anh vừa làm cơm mà. À, anh còn đi hộ các đồng chí để dưới chốt đây. Bây giờ mưa lũ nhiều, sạt lở nhiều. Anh đi làm cẩn thận nhé. Đi trong canh nhân dân không cho nó qua đường lung tung, đi đường sợ đất đá sạt lở chúng. Nhé, hai mẹ con ở nhà nhé. Bố đi trực đây nhé. Chào bố. Bố đi trực nhé.
Rồi, mày mày đi đâu? Đi kia. Đi đâu rồi? Mày mày đi đâu rồi? Ở đâu? Đi đâu? Bố mày đi đâu rồi? Mày mày láo nha. Mày về đây làm gì ấy? Mày lần sau đừng có nhà rủ dê con trai tao lên đây nhé. Lần sau đừng rủ dê con trai tao lên đây nhé. Mày rủ dê thế nào tao cũng không có cho con trai tao lấy mày đâu nhé. Mày nhé, lần sau đừng có rủ dê con trai tao lên đây nhé. Có làm thế nào tao cũng không cho ở với nhau đâu nhé. Nhé, cấm nhé. Tao cảnh báo mày đấy. Lần sau còn làm thế này không sống với tao đâu. Bảo chắc vì đây gây sự với hai mẹ con mình thôi, con có thể làm sao không? Hai mẹ con mình khổ thế nhỉ. Bà suốt ngày lấy gây sự sao mà sống được. Bà có làm gì con không? Chạy tốn thời gian. Ừ. Thắng là liêu. Cái thằng này bắt đi chứ. Bố hổ mũ.
nha nó. Nó có chuyển khoản, nó chuyển khoản. Trung thu xong thì nên làm gì? Ngu cái tự rồi mình phải thoát dép đi anh hiểu tôi dép hả qua anh phải mà đi cái này lại cho mấy thằng Linh cũng bố đúng phải nhắn nó vào mày cô dẫn nó phải làm tự đưa con vô lúc anh diễn anh kêu ứng đăng ký mới. Yo. Cái mà cái đấy. Cái mà có chung. Người chung. Chung. Sốc chụp một bữa đó. Vạn tháng. Thôi thử tha thử số ăn xin mà khổ đi gọi về. Thank you.
hãy hiền. Sớm lên là sớm cho phụ làm vườn.
chỗ này khuất khuất thì mình phải chặt đi mới được. Cái này quất quá tí mình phải chặt đi mới được. Mày làm gì đấy? Về đây tao bảo. Cái gì đấy mẹ? Về đây tao bảo. Rồi tao không cãi nhau với mày nữa. Tao nghĩ kỹ rồi, tao không cãi nhau với mày nữa. Nên không nên mày cũng là vợ của con tao. Mày đang làm vườn rau à? Vâng, con đang làm vườn rau. Mày làm nên vườn rau rồi để chia cho tao ăn với. Cây kia nó khuất vườn thế này trồng rau không nên đâu. Mày chặt đi. Vâng, con cũng định tí nữa chặt mẹ. Chặt đi không nên ánh sáng xuống được nó mới nên rau. Không nó không nên rau được, hay là lên chặt đi để tao giữ cho. Vâng. Thế để con lên chặt nhé. Mẹ giữ cho con nhé. Vâng. Cơ hội tạo của tao đây rồi, còn lâu tao mới cho mày xuống nhé. Làm gì đây? Đâu, chặt cây. Mẹ ơi cho con xuống đấy mẹ ơi. Cho con xuống đấy mẹ ơi. Đó không cho mày xuống đâu. Mày cứ ở trên đấy đi, chờ tao chặt xuống mày xuống nhé, chờ chết đi. Ở trên đấy chờ chết đi. Mày vừa tao thích mày thật à? Để đấy chờ chết đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, cho con xuống đi mẹ. Cho con xuống đi mẹ ơi. Mẹ bây không giờ, làm như thế nữa mẹ ơi. Bây giờ không ai bảo vệ được mày đâu. Mẹ làm gì thế? Anh ơi cứu em với anh ơi. Mẹ làm gì thế mẹ? Anh
Mẹ làm gì đấy? Dừng tay đi mẹ ơi. Mẹ không được làm như thế. Dừng lại. Mẹ không được làm như thế mẹ. Em có sao không? Em cho em xuống với. Em có bị sao không? Đợi nhé, để anh lấy thang cho em xuống nhé. Có anh ở đây rồi. Đi vào lề mình đi đi. Lần sau không có anh ở nhà đừng có trèo lên cây nhé. Anh không ngờ mẹ lại đối xử với em như thế. May còn có anh về kịp. Không thì em chả biết à. Thank you.
Châm màu heo á. Nói cậu ai mà thúc mà chắc nổi em á. Ông ơi, bao nhiêu cân đây ông? Đấy, mẹ mới đang ngồi thán này. Quán này ông ơi, quán này ngon hơn. Cậu ai thấy không? À, đây, đấy, quán này đấy. Bỏ xuống. Rồi, rồi, rồi. Này, đây quán này. Đây á. Đây quán này. Quá đấy. Chín ăn ra ăn mới ăn được. Ăn đấy đâu. Cần kè, da thúc cho chín đấy. Cần hải chín. Hải chín đâu. Đấy, đấy, đấy. Không có. Bỏ cái hải ra hả bác? Bỏ chưa chưa. Lấy bà hải chín nha. Ông lấy bà tươi đi. Đấy à. Anh đấy ốc phải mẹ ra cổ ảnh nhà mờ đấy đó rồi đây rồi ông mở hành này đi nó nào đây đó. Rồi. Trên này mới có bao kì nó. Bà ở tôi nè. Tiền ơi. 5.000. Hả? Ông giá tiền này. 5.000 ông ạ. Có chín nha. Ông thiệt đấy nhiều đấy. Nó tay đi. Bài ông nè. Trời ơi, cho tôi cho ta được cái nào. Đây hồ ba tròn quả đây. Con về đây lấy quả là con về đây hồ ba lấy ba. Quả vào nào. À mướt nhỉ. À mướt nào. Úi dồi ôi.
Đấy, đây rồi nhỉ, đây rồi nhỉ. À, đúng rồi, đúng rồi. Quả này ăn hết rồi nhỉ. Đây chưa có. Đây rồi. Ô, bà lấy hết á. Nhỉ. Bà hồ cho vào đây. Bao nhiêu nghìn đấy con ơi? 5.000. 5.000 à? Đấy, đấy rồi con ơi. Kéo ơi, để nước nữa. Con ơi, đi về đây.